Dạ, em không biên 77 xin chào mọi người nha. Chào anh em đang xem video của em ạ. Hôm nay em lên video để báo giá một số món đồ nghề cho anh em mình đang cần nha. Anh em lưu ý vui lòng liên hệ giùm em qua số điện thoại em ghi trên tiêu đề ha. Nhận hàng anh em kiểm hàng rồi mới thanh toán tiền sau. Nhớ ha, không yêu cầu cọc, không yêu cầu chuyển khoản. Chỉ yêu cầu anh em xác định rõ vấn đề là được ha. Nhận hàng kiểm đúng hàng thì mình lấy, sai hàng thì mình trả lại cho em. Được chưa? Rồi, bên em bán hàng nè, anh em có rất là nhiều đồ nghề ha. Cho nên là nhiều khi em lên video anh em sẽ không có thấy hết tất cả những món mà nhiều khi mình muốn nhưng mà em không có lên. Cho nên là mình lưu cái số điện thoại em lại, có gì mình gọi cho em, mình hỏi thử là em có không nha anh em ha. Nhiều khi em bỏ sót, anh em coi không có được video của em á. Đấy, mũ hàng đồ này nọ này, nhiều loại lắm ha. Rồi bây giờ trước khi xem video anh em cho em xin like cái nha. Bấm cho em xin cái like nha. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha. Có đăng ký kênh thì hôm sau nó sẽ thông báo cho anh em được nhiều video hơn. Rồi, đây là cái món đầu tiên em mới giới thiệu cho mình anh em ha. Đây, đây là cái tu viết mini của King Blue ha. Cái bản tu viết này hãng người ta đang bán với giá là 520.000 nhưng mà hiện giờ là đang thanh lý giảm giá anh em. Thanh lý giảm giá chỉ còn có 360.000 đồng thôi, nhưng dòng này rất là ok, rất là khỏe nha. Riêng cái con này nó mini, nó không có búa thôi, nhưng mà mình có thể dùng nó để mở cả một con máy khoan pin ra được luôn. Rất là tốt nha anh em, nghe tiếng nè, LED rất là sáng nha. Âm thanh của nó nè, anh nghe, em nghe tiếng tua không? Tua chạy rất là dứt khoát và thắng lại. Thắng nè, thắng là dừng liền luôn nha. Đó, dừng liền luôn. Con này lực rất là tốt, sạc chỗ này anh em. Cái sạc của nó chỗ này. Đấy, sạc chỗ này nha. Rồi xong rồi mình muốn bật lên, mình muốn gài qua cái chế độ mà chỉ ra bật đèn LED thôi thì mình gài qua vậy. Đây, nó chỉ có LED thôi, nó không có chạy. Mình muốn chạy thì mình gạt qua lại. Đấy, nó sẽ chạy. Tôi gài lục giác 6 ly 35. Đây, thân của nó này, cái màu xanh dương này là được bọc một lớp cao su êm, cầm rất là thích, cảm giác là thoải mái nha. Lọt làm bằng tay của em thôi. Mình sẽ được tặng cho một vỉ vít, vỉ mũi ha, vỉ mũi VH0, VH1, VH2, VH3, -3, -4, -6, lục giác 3456. Đây là những cái mũi rất là thông dụng cho mình khi mình sử dụng công việc gia đình hoặc là tháo mở ốc vít. Bạn này thì như thế nào? Không phải là người ta tặng đồ dởm anh em, mà người ta tặng cái mũi này làm chất liệu là thép S2. S2 là một loại thép chuyên xài cho mũi vít, để cho cái mũi vít của mình nó chất lượng, nó cứng cáp và nó không có dễ bị tè đầu. Thường người ta tặng đồ dởm thì anh em mình mở ốc vít á, thì con ốc chưa ra nhưng cái ba kê này nó tè mất tiêu đúng không? Nhưng mà không nhé, bạn này sẽ rất là bền, bao cho anh em xài rất là ưng ý nha. Một vỉ vít rất là chất lượng luôn. Rồi mình sạc điện thoại sẽ sạc lên đây. Đây, cốc sạc điện thoại USB nha. Một bộ như thế này em bán giá là 360.000 đồng anh ha. Này, cái này giá rất là tốt. Anh em mình mua về làm công việc gia đình, hoặc là anh em đi lắp điện, bán ốc với tét kê, tháo mở pin, tháo mở máy, rất là hợp lý. Thay vì mình dùng cơ thì nó có pin cho mình. Khi anh em mình bấm không tải liên tục như thế này thì nó sẽ chạy cho mình trong vòng tới 1 tiếng rưỡi lận á. Còn nếu như mà hỏng dùng mà ngắt thả liên tục công việc bình thường, anh em sạc đại pin có thể xài lên tới 8 tiếng lận ha. Cục pin của nó rất là trâu. Đó, đó là cái ưu điểm cực kỳ lớn của dòng King Blue. Đấy, 360 anh em nha. Rồi tiếp theo em có cái bộ nè. Bộ này là cái bộ 5 mũi vít ha. Bỏ cái này đi. Cái này là 5 mũi vít từ ngắn tới dài, em xét cho mình. Nè, em xét cho mình nha. Cái này là thép S2 hết nha anh em. Hàng King Blue, hàng Toto, hàng Wolfpack. Đấy, em xét cho mình một cái combo như thế này. Và giá em bán là em bao ship nha. Giá em bán em bao ship, chỉ với trường hợp duy nhất là anh em mua đúng cái combo này cho em. Mua đúng combo này mới được miễn phí ship, giá chỉ có 120.000 thôi. Mình sẽ có một mũi là 6,5 phân. Một mũi 6,5 phân của King Blue. Đây, VH2 nha anh em, đầu nhỏ. Và nó có cái cục hít từ này nè. Cái cục này là cục gia tăng từ tính, gia tăng từ tính cho cái mũi vít là một. Và thứ hai là cái cục này nó như thế nào, nó sẽ giúp cho mình khi mình làm nội thất hoặc là trần thạch cao á, nó sẽ giới hạn cái mũi vít lại, không có lún sâu vào vật thể. Đó, cho mình một cái tác vụ làm xong rất là đẹp, nó không bị lún anh em. Đấy, cái này này, đây là cục cản, hoặc là gọi là cục nó có từ tính nữa. Đấy, nó tăng cái độ hít ốc vô. Thì mũi hai đầu mình muốn chơi đầu nào mình chơi. Đó ha, một đầu hư thì còn một đầu còn lại. Mũi này dài 6,5 phân. Đấy, còn cái mũi này là một đầu nè, dài 10 phân.
Đó, pH 2. Rồi cái mũi này là dài 15 cm của total. Rồi mũi này là 20 cm và mũi này là 25 cm. Đó, mình có là 6, 10, 15, 20 và 25 cm. Combo như thế này là 5 mũi, miễn phí ship, giá 120.000 đồng nha. Còn anh em mình không có nhu cầu mua hết những cái mũi này thì mình mua lẻ. Mua lẻ thì nó sẽ không bao gồm phí ship và giá nó cũng rẻ thôi anh em. Anh em muốn mua lẻ thì báo em nha. Đó, cái này em bán để cho mình có điều kiện mình dùng thử. Tại vì những cái mũi viết anh em đang sử dụng, bình thường anh em mua chỉ có 5.000 hoặc là 10.000 một mũi thôi. Nhưng mà chất lượng nó không có tới 10.000 anh em nha. Ví dụ mũi Kim Blue, một cái mũi như thế này, người ta bán 15.000 hả? Nhưng mà anh em đảm bảo nha, cái chất liệu thép S2 của nó là anh em xài cực kỳ bền luôn. Em đã test thử rồi, bánh vít rất là cứng, nhưng cái đầu ba ke này nó không hề bị tè đầu. Đó, quan trọng chỗ đó anh em, cũng 10.000 nhưng anh em xài rất dởm. Nhưng mà bản Kim Blue này 15.000 dài 10 phân này, xài rất ok. Đó, Toto cũng vậy, quật phao cũng vậy. Quan trọng là đồ hãng, người ta sẽ làm cho mình bằng chất liệu là thép S2. Thép S2 siêu cứng, siêu bền, chịu lực tốt. Đấy mà giá rất là bình dân ha. 120.000 miễn phí ship. Rồi tiếp theo em có cái này. Cái này là cái đuôi nó SDS này nè. Này để gắn vô con bê tông nha. Gắn vô con bê tông anh em làm trên cao để làm cái gì? Gắn cái mũi vít vô nữa nha, gắn cái mũi vít vô. Đấy. Đây, gắn cái mũi bê tông vô để bán vít. Mình không có mũi vít dài, mình chơi mũi vít ngắn ha. À, đây, hoặc là chơi này, nó có vừa có 500 và vừa có cái bi giữ nè anh em. Cái này nè, nó có cái từ nít tên bên trong nè, và nó có một cái viên bi nè ha, để giữ mũi nữa. Đấy, nó là gài bình thường thôi, không phải gài nhanh nha. Nó chỉ chơi nó nhận cái một, nếu như mà cái tôi viết một đầu này thì nó là 500 nó hít. Cái hai đầu này thì nó không có ngậm bi được nè. Đó, bi nó không giữ được, nhưng mà cái này nó bi nó giữ nè. Cái này nó có viên bi nó giữ lại nè. Rất là cứng. Đấy, gắn vô con bê tông nha. Gắn vô con bê tông rồi ra cái bánh vít mình xài luôn. Ok không? Đấy, hoặc là ra cái mũi khoan nữa cơ anh em. Hoặc là ra cái mũi khoan, mình có cái mũi khoan chui lục giác á, mình gắn vô đây là mình khoan được luôn. Đấy, là chuyển đổi. Nhưng mà cái này là của Makita nha anh em. Bạn nào em bán của Makita ha, giá là 90.000 đồng một đầu. 90.000 ha. Rồi em có cho mình một cái bộ, một cái lưỡi. Lưỡi này là lưỡi đa năng E3 của King Blue anh em. Em có loại 1 tắc và loại 1 tắc 25 nữa nha. Cái em đang cầm trên tay là 1 tắc nha. Đó, 1 tắc là 75.000, mà 1 tắc 2 á, thì nó sẽ là 90.000 đồng. Mình sẽ làm được cái gì? Mình sẽ cắt được cho em là các gỗ, các sắt, các alu, các nhựa, các tường, các gạch. Đấy, bạn này cực kỳ đa năng, nhưng mà nó đa năng quá, thành ra nó sẽ không có giỏi hết tất cả những cái tính năng nó đề ra. Mà bạn này tính ứng dụng cao nhất của bạn này là em thấy khi mà làm trên cao, hoặc là anh em hay làm cây rồi đó, mình không có cái máy cưa bàn, mình cứ mua cái lưỡi cưa một tắc, răng cưa, mình gắn vô cái con máy mài cầm tay để làm chi? Để anh em cắt cành, cắt thân cây. Như vậy nó rất là nguy hiểm, anh em nên xài cho em cái bạn này. Nhiều khi mình làm trên cao, mình cắt những cái khúc gỗ bị thừa hoặc cắt mọng rồi đó, là mình đã xài cái này, nó không hề có ba via. Cái lát gỗ của anh em sẽ cực kỳ mượt nha, không bị sóc. Khi mình cắt gỗ nó cắt rất là ngọt nha, nó không có bị sóc ngược lại, và nó cực kỳ an toàn cái đã nha. Nếu như anh em gắn vô con máy mài mà xài cái lưỡi răng cưa, nó rất là nguy hiểm. Em khuyên anh em mình đừng có nên dùng nha. Khi mà nó sóc một cái là mình giặt không có kịp đâu ha. Còn cái bạn này, bạn sẽ cắt rất là mượt. Cái lát gỗ của mình không khói bụi, không có bao via gì hết anh em nha. Cho nên em thấy bạn này á, cái tính năng mà ưu việt trội nhất của bạn này là dành cho anh em mình gắn vô con máy mài cầm tay mà cắt gỗ nha. Giá em đang bán 75.000 đồng một lưỡi, 75 nha anh em. Đó, đá 1 tắc 2 thì nó sẽ là 90.000 đồng. Đó, tùy vào anh em xài cái máy mài tở nào ha. Rồi, tiếp theo nè, em có một cái combo để cho mình làm gỗ, mình khoan gỗ. King Blue nó lại không có sản xuất anh em, không sản xuất mũi ngắn nha, nó chỉ sản xuất cái mũi dài như thế này thôi. Đây là mũi khoan gỗ chui lục giác của King Blue, chuyên khoan gỗ và khoan nhựa nha. Đây, cái me khoan gỗ nó phải như thế này anh em à, nó phải như thế này mới ok nè, đúng chưa? Thường anh em cứ lấy cái mũi khoan sắt đi khoan gỗ, đúng không? Thì cái mũi khoan sắt mà mình đi khoan gỗ thì vẫn ok, tuy nhiên là nó sẽ khoan không có ngọt lắm,
và nó định tâm không có tốt. Còn các bạn này là khoan gỗ này, cái rãnh thoát phôi của bạn này rất là lớn. Anh em mình khoan gỗ rất là nhẹ nhàng, nó có cái đào định tâm, khi anh em khoan là để đâu là trúng đó thôi, được chưa? Em bán cho mình combo nhé, combo miễn phí ship. Thường anh em làm mọc thì cỡ nào mình cũng xài nhiều đúng không, chỉ có xài gia đình mới lựa sai thôi. Cái này 6, 8, 10, 12 combo em bán là 160.000 đồng, em miễn phí ship giao hàng tận nơi. Nó dài 20cm một mũi nha anh em, 20cm một mũi ha, không có ngắn hơn. Kim blue nó chỉ sản xuất tới đây thôi đó, nó không có sản xuất lĩnh kỉnh ngắn này nọ ha, một cỡ thôi, dài 20cm đó, chuyên khoan gỗ 160, em miễn phí ship giao hàng tận nơi nha, giá cực kỳ ưu đãi luôn á anh em, anh em nên trải nghiệm và dùng thử. Rồi tiếp theo là hộp mũi đa năng của Kim blue mà 4 cạnh anh em, 14 cạnh nha, 14 cạnh này. Thường anh em biết sao, cái mũi hai cạnh á là anh em khoan tường khoan bê tông rất là ngọt, còn cái mũi này là hồi giờ anh em mà nào mà đã dùng rồi á, đây thì anh nói là khoan gạch men ok, nhưng mà dùng chế độ búa là không được, hãy chuyển qua chế độ búa là cái bà này mới nhanh hư lắm, nhanh bể cái me này anh em, bốn cái me này nè. Các bạn này đa năng nha, tức là mình làm cái gì mình khoan sắt được, khoan gỗ được, khoan tường được, khoan gạch men được, nhưng mà nó sẽ không có giỏi cái tính năng nào hết trơn á. Bạn này bản giỏi nhất là tính năng khoan gạch men thôi. Anh em nào thích khoan gạch men mà tốc độ thoát phôi nhanh này, không có bờ via, cái lỗ tròn đẹp thì mình xài cho em cái bạn này. Một hộp như thế nó là nó sẽ có 4 cỡ ha. Nhưng mà 5 mũi, 2 mũi 6 ly, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12 ly. Đó, 6, 8, 10, 12, trong đó có 2 cái mũi 6 ly. Chui là chui lục giác, anh em gắn cho bánh vít hay là đầu kẹp mình xài đều ok hết. Đây gọi là mũi đa năng 4 cạnh của Kim blue, KBH4 anh em nha. Đó, 145.000 một hộp. Hàng, mỏ hàng chì của Kim blue anh em, 80W, công suất lớn nhất nhà Kim blue sản xuất ra rồi. Đây, đó, nó có cái đèn LED ở trên cái thân này, nó có cái tay cầm bằng nhựa rất là xịn nha anh em. Vì là 80W cho nên nó phải có cái tay cầm bằng nhựa như thế này, cao su anh em nha, kiểu như là cao su dẻo nha. Đấy, nè, anh em thấy không? Để làm chi? Để cho nó giảm cái nhiệt lượng khi mà mình dùng, giảm cái nhiệt lượng nắm cái tay đó, đỡ nắm tay ha. Đây, rồi ta làm rất là chất lượng cho nên nó ra cái giá không có rẻ anh em. Thường mình mua nhiều 40-50 ngàn cái đúng chưa? Đó, thì mình xài nó hư hoài à, rất là nhanh hư. Bạn này thì em sẽ để cho anh em giá là 160.000 đồng một cái nha, 160.000 đồng một cái. Đây gọi là cái mỏ hàng chì của Kim blue 80W. Anh em mua đồ rẻ thì nó chỉ tầm có 40.000 thôi, 50.000 thôi à, không có giá này đâu. Nhưng mà mình gọi là mình muốn xài cho nó chất lượng, nó lâu dài, nó khỏi phải hư vặt, khỏi phải đi mua hoài đó, thì mình mua cho em cái loại này cho em 150.000, à 160 chứ, 160.000 đồng cái 80W ha. À, anh em nên ha. Xài ít thì mình chơi đồ rẻ thôi. Rẻ thì em cũng có bán, có 40.000 cái thôi anh em. À, nhưng mà khi mà anh em đã muốn đồ chất lượng thì có thể tham khảo bạn này cho em nha. Đấy, mỏ hàng chì, mũi thẳng nha anh em, mũi thẳng nha. Cán là cán nhựa có bọc cao su êm. Đấy, cán nhựa có bọc cao su êm. Rồi tiếp theo là một bạn kìm bấm chết của nhà Kim blue anh em. Cái bạn này em mới nhập về nè. Đây. Trời ơi, cái bạn này là bán siêu đẹp luôn. Đây, bây giờ mình sẽ có 3 mẫu kìm chết nha, 3 mẫu kìm chết nhà em, từ rẻ cho tới mắc tiền luôn. Rồi, rẻ nhất là của thằng Quật Phao ha, của thằng Quật Phao thì nó làm bằng chất liệu là thép carbon anh em. Đây nè, thường anh em sẽ mua kiểu dày đúng không, thép carbon. Đây, ta ghi rõ ràng nha, carbon steel tức là thép carbon nha, để mình kẹp đồ này. Có 80.000 cái thôi, hàng rẻ giá bình dân, nhưng anh em coi cái độ hoàn thiện của nó này. Đây, độ hoàn thiện của kìm nè, rất là ok đúng chưa? Thì nó 80.000 cho anh em mình xài gia đình. Còn nếu như mình làm nặng, mình hay kẹp đồ nặng thì anh em chơi cho em cái dòng là thép CRMO. Đây ha, đây là thép CRMO của nhà Kim blue. Nguyên cái kìm này là thép CRMO. Anh em làm nặng là phải chơi cái này cho em nha, ai đã xài rồi cũng thích hết. Tại vì sao? Cái thép CRMO là nó chất lượng hơn cả thép CRV anh em nha. Carbon là rẻ nhất rồi, tới CRV, tới CRMO.
Serum thì nó có một cái độ là chịu nhiệt rất là tốt, chịu lực va đập, chống chọi va đập rất là tốt. Cho nên là khi mình kẹp cái này nè, cái vật chủ của mình đó, bằng kim loại đây đi nữa, mà nó mắm cái răng này rồi, nó lúng luôn. Nhưng mà các bạn này, cái răng của bạn này vẫn ok, không hề mẻ, không hề xẹp, không hề xước cái răng của bạn kim blue. Đấy, anh em thấy nha. Thường anh em mình xài khẩu là cũng hay, muốn mà khẩu tốt là anh em cũng tìm cái khẩu thép CRM anh em xài, đúng chưa? Thì anh em cứ hình dung nó như vậy đó. Nó có cái bọc như thế này thì giá nó 150, mà nó không có cái bọc này thì giá nó là 140. Chơi nhau có 10.000 thôi, anh em muốn chơi cái nào anh em chơi nha. Bữa nay em có luôn rồi, em có luôn cái loại không có bọc rồi đó, tại vì cái dòng này đang hết nè, nhà em còn ít thôi đó. 150.000 cái nha, anh em làm nặng là nên chơi con này. Còn anh em mình ngậm đồ lớn nữa chưa, ngậm đồ cái ngàm mà lên tới 9 phân, cái chiều rộng chiều dày của cái vật chủ của mình lên tới 9 cm thì anh em dùng con này cho em. Con này chắc liệu là thép CRV, bởi vì anh em biết sao, nó cái ngàm của nó rất là rộng, cho nên là không có thể nào mà làm bằng thép CRM được. Kiểu nếu là làm bằng CRM thì nó quá, cái vật liệu mình nó quá cứng đó, thì nó sẽ có độ giòn rất là cao. Thì khi mà mình mở cái ngàm rộng tới 9 phân mình ngậm đồ, mình bóp lại một cái là nó sẽ giòn ha. Đồ cứng là nó phải giòn, đúng chưa ạ? Thì mình bóp lại một cái, có khả năng gãy kẹp rất là cao. Thép CRV nó sẽ mềm mại hơn, nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm đó cho mình khi mình ngậm đồ lớn. Anh em lưu ý nha, cái đồ càng lớn là người ta lại sản xuất thép carbon anh em à, tại vì người ta sợ cứng quá nó sẽ giòn, làm lớn nó gãy đó. Cho nên chính vì vậy ha, bạn kim blue cái kìm này làm bằng chất thép CRV. Anh em nhìn cái độ hoàn thiện của kìm nè, siêu đẹp luôn nha. Đó, tiền nào chất lượng đó. Mà cái kìm này em bán cho mình đó, em sẽ để cái giá miễn phí ship nha, giá miễn phí ship. Mình sẽ điều chỉnh được bốn cái ngàm này nè, nè bốn cái độ rộng này, mình chỉ việc nghiêng vô như thế này đó, chuyển về chế độ 1 đúng không, nghiêng qua như thế này, qua chế độ số 2 nghiêng qua như thế này, đó, mình tự điều chỉnh nha. Đấy, nghiêng qua như thế này là chế độ số 3, cái ngàm thứ 3 ha, qua đây là maximum. Đấy, maximum là so của nó trong này đây nè. Đó, nhìn kết cấu của nó này, nó làm rất là đẹp nha, anh em nhìn coi, không có miếng ba via nào luôn á, rất là đẹp, rất là chỉnh chu nha. Cho nên giá của nó là bao nhiêu, ngàm này nó là 9 phân nha anh em, 9 phân nha. Đó, giá là 290.000 đồng, và em miễn phí ship giao hàng tận nơi cho mình. Đó, anh em mình kẹp ngàm lớn thì chơi bạn này cho em, được chưa? Ngàm nó mở tới 9 phân, em nghĩ là tầm 8 phân rưỡi là hợp lý rồi, cỡ đó, cỡ 8 phân rưỡi đi. Nếu mà anh em cái vật chủ của mình á, cầm 8 phân rưỡi là hợp lý. Đó, mặc dù mình đo cái bản rộng của nó tới gần 9 phân lần, nhưng mà mình xây dịch cho nó một xíu ha. Đó, thì bạn này giá 290.000 đồng một cái, tiền nào chất lượng đó nha. Bạn kim blue rất là xứng đáng anh em, bạn làm đồ mắc tiền thì cái món đó rất là chất lượng. Đó, đấy, vì sao nó 290, vì em nói rồi đó. Anh em nếu như mà tìm này, kìm mấy cái kìm chết nè, anh em giống như này mà anh em mua hàng Mỹ, hàng Nhật không có giá 290 đâu anh em nha. Giống này mà hàng ngoại nhập là không có giá đâu, không có giá này đâu. Đó, chỉ có 500 độ lên thôi. Rồi, đó, con này 290, lưu ý là em miễn phí ship nha, em miễn phí ship giao hàng tận nơi, cho nên em yên tâm nè. Đẹp chưa, con kìm rất là nét nha, rất là đẹp luôn á. Rồi, tới đá mài bê tông nè anh em. Đá mài bê tông á, hàng giá rẻ thường anh em đang xài ở gia đình anh em, hoặc là ở những cửa hàng truyền thống, người ta sẽ bán cho mình đá mài chỉ tầm 40-45 ngàn một bánh thôi, đúng chưa? Nhưng mà bạn kim blue không có sản xuất rẻ như vậy anh em, bạn kim blue làm rất là chất lượng ha. Đây, rẻ nhất của bạn kim blue là 60 ngàn đồng cái bánh màu đỏ đây anh em nha, cái bánh đá mài bê tông mài khô nè, màu đỏ đó, một tắc nha là 60. Còn màu vàng này nè, màu vàng này là 80.000, nó có một cái dòng màu xanh dương nữa thì nó tới 100 mấy ngàn một đá đó. Đó, anh em nào muốn mua đá mài bê tông, em có 1.5 tắc nữa nha. Đó, của Kim Blue liên hệ em. Kim Blue nó rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực sản xuất đồ kim khí, mà bên cái mảng mà mũi khoan đá mài đá cắt đó rất nổi tiếng bên mảng đó anh em. Giá thì bình dân nhưng mà chất lượng cực kỳ vượt trội luôn, cho nên anh em mình nên tham khảo và dùng thử nha. Đó, bạn màu đỏ là 60.000 và bạn màu vàng là 80. Anh nào mà đang xài 45 thì nên tham khảo lại nha, tham khảo lại dùm em. Rồi thước nè,
Thước của King Blue có hai loại 8m và 5m. Còn thước của Kabushi em đang còn loại 7,5m. Kabushi là có một cái dòng thước rất là bình dân nha, rất là bình dân, nó không có ưu việt gì cả. Chỉ có tính năng là rẻ và nó vẫn có chống sóc cho mình, bọc cao su xung quanh nè. Nó rớt là anh em không có sợ, không sợ vỡ nha. Đây. Cái mặt của mặt thước của nó sẽ được sơn một lớp sơn dầu bóng. Bóng nha, anh em thấy bóng không? Và nó có lỗ ban. Thước có lỗ ban đường hoàn nha. Đấy. Cái G này nó chỉ có G dưới thôi, nó chỉ có cái phần G ở dưới phía dưới thôi. Phía trên này không có G nha. Đây, phía trên này không có G giữ nha, chỉ có phía dưới này thôi. Đó, muốn coi lỗ ban thì mình lật lại mình xem. Được chưa? Nó không có tự hãm, mở ra là chơi như thế này thôi, mở ra là dứt. Đấy, phải gài lại. Đấy. Rồi bạn này thì giá 47.000 thôi anh em. Giá siêu rẻ nha. 47.000 cái thước 7,5m. Rồi. Còn cái bạn nó có 3m nữa nha. À có 5m nữa chứ. 5m thì em bán chỉ có 30.000 thôi. Rồi. Còn bạn King Blue thì 8m này em lấy mẫu cái 8m nha. Cái 5m của nó là 70. Còn cái 8m là 90. Nó thiết kế rất là đẹp. Nè anh em, rất là đẹp và nó có chống sóc bo xung quanh, chống sóc được chưa? Đấy, chống sóc. Và bạn có cái gì? Bạn có 2G anh em. Cái G này. Một cái G phía trên và một G phía dưới để làm chi? Để mình coi lỗ ban. Đó, mình coi lỗ ban. Nè. Số thì rất là to, rõ ràng và nó không phải được sơn bằng lớp sơn bấm mà nó sơn mờ. Lớp sơn mờ này nó có tác dụng là làm cho cái mặt bản của mình này, cái mặt thước của mình nó rõ ràng hơn, không bị chá nè. Và nó giữ được cái độ bền lâu hơn. Cái màu số này nè, nó lâu bị phai hơn. Đó, nó tự hãm nè. Tự hãm nha, em không có đụng đại nè. Tự hãm nè. Mình kéo ngang như thế này thì nó có thể dài tới 2,5m nó mới gãy thước nha. Độ ngang mình kéo ra dài tới 2,5m mới gãy thước. Và mình bấm vào thì có thể bấm từng nắp, từng nắp, từng nắp, từng nắp, hoặc là một cái vào luôn. Đấy, ưu việt chưa? Các bạn là bộ lò xo mà tự hãm với lại vào của bạn King Blue được thiết kế rất là chất lượng. Thường thước mà chất lượng thì anh em có thể mua những cái dòng hàng ngoại nhập, 100 mấy ngàn, 200 ngàn, thậm chí 400 ngàn một cái thước cũng có, đúng chưa? Đấy, thì bạn King Blue cũng tích hợp những cái tính năng y như vậy luôn, nhưng mà bản rẻ, bạn có 90 ngàn thôi anh em, có 90 ngàn thôi anh em nên thử nha. 8m 90, còn 5m là 70 ngàn. Đó, cực kỳ ưu việt luôn. Bạn King Blue thiết kế bạn thước này quá ok, giá cực kỳ bình dân luôn á. Anh nào muốn rẻ mua cho thợ xài thì mua cho em của con Kabushi ha. Còn mình xài mình chơi ok hơn thì mình chơi cho em cái thằng King Blue nha. Rồi cờ lê đuôi chuột em có hai loại nha. Cờ lê đuôi chuột của King Blue, King Blue nó lại thiết kế đa năng anh em. Một đầu lớn nè, cũng một đầu nhỏ, kiểu như đuôi chuột thôi, nhưng mình gọi cho em là cờ lê đa năng. Nó có tới 8 đầu. Đó, 17 21 nè. 14 19 nè. 8 12 nè và 10 13. Đó. Anh em cầm làm lực lớn không sao cả nha. Lắc tự động luôn. Nè, có đảo chiều luôn nha, có đảo chiều ha. Đấy, khi anh em mình xài cái khẩu 17, khẩu bông nha anh em. Thì gắn vô đây là nó nhận khẩu 17. Nhưng mà khi mình xài cái khẩu 21 thì khẩu 17 này nó tự động thuộc vô. Anh em thấy không? Nè, hoặc là cái khẩu đây là khẩu 14 nè, khẩu 14 tự động thuộc vô để cho mình nhận khẩu 19. Đây là một cơ chế rất là hay, rất là linh động luôn. Đấy. Nó tới 8 đầu trên cho một cây. Đấy, nó sẽ chia ra hai đầu nhỏ, hai đầu lớn. Đấy. Thì nó giống kiểu như cờ lê đuôi chuột anh em nha. 330 ngàn một cây. Còn cờ lê đuôi chuột thì đây, nó chỉ có hai khẩu thôi. Cái khẩu này là thông dụng, em thấy nó thông dụng nên em mua nè. 19 và khẩu 21. 19 và 21 hàng của top nha. Đấy, có đảo chiều. Đó. Rồi. Anh em biết giá nhiêu không? 180 ngàn đồng một cái, không hề rẻ nha. Đấy, hàng của top, made in Đài Loan, thép của Đài Loan anh em. Dòm nó rất là chỉnh chu nha. Đấy, thì đuôi chuột em chỉ bán duy nhất một cái 19-21 thôi, em chưa nhập nhiều. Và cái khẩu này là cái gọi là thông dụng nhất mà anh em hay hay hỏi nhất. Đó, một là mua cho em 8 đầu.
của King Blue 330, hai là 180.000, có hai khẩu 19 và 21 của Top nha. Rồi. Tiếp theo mình sẽ có cái bộ kềm của King Blue anh em. À, bộ kềm gồm có 3 cái, kềm nhọn, kềm bằng và kềm cắt ha. Rồi, kềm này là kích thước nó lên tới 9 inch. 9 inch lận anh em, đây chiều dài của nó nè. Kéo ra mình đo thử nha. Đây. Chiều dài thực tế nè, 22 cm lận nha. Đấy, cái kềm này nó dài tới 22 thì cái cánh tay đòn nó dài thường nó sẽ trợ lực cho mình làm việc được nhẹ nhàng hơn á anh em. Mà bạn này đa năng, ngoài chức năng cắt bạn còn có tuốt dây và bấm cốt nữa nha. Đấy, khi mình làm trên cao thì mình rất cần một cái kềm đa năng để mình làm công việc vừa tuốt vừa cốt vừa cắt. Đấy, nó tiện. Và thứ hai mình cắt dây lớn mình không cần phải đổi kềm nha. Đây, nó dài tới 22, cánh tay đòn nó lớn, cắt dài ok. Và thứ nửa này nè anh em, cái lưỡi nè, cái phần lưỡi này của nó làm bằng chất liệu là thép CRV, mà thép CRV nó cho anh em có thể cắt kẽm được nha. Cắt kẽm được. Thép carbon thì anh em cắt kẽm không được đâu. Được chưa? Nhưng mà thép CRV anh em cắt kẽm được cho em. Đó. Nè em đang cầm cái sợi dây 6 chấm mà KDV nha. Không test dây thường đâu, test dây KDV. Cắt rất là ngọt. Bình thường nếu như bàn tay của em là phụ nữ, em cầm cái kềm 7 inch, em cắt cái sợi dây điện 6 chấm này không bao giờ cắt được anh em nha. Nhưng mà đối với bạn này em cầm ở phần cuối nè, em bóp ở phần này, cắt rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, nếu em làm được thì anh em mình làm rất là đơn giản. Được chưa? Rất là đơn giản nha. Thì bạn nào cũng có tính năng cắt hết trơn á, bạn kềm cắt của đây là chuyên cắt. Còn nếu anh em mình chơi cái hệ kềm nhọn hoặc là kềm điện, cái này nó cũng có cắt cả nè, cái này nó cũng có cái miệng để cắt, miệng này kẹp, nó là nhọn mà nha. Em bán lẻ, lẻ thì nó sẽ là 140.000 một cái nha. Lẻ là 140.000 một cái kềm, kềm nhọn, kềm cắt và kềm điện đều đồng giá như nhau. Nhưng anh em mua cả ba kềm thì em sẽ bán với giá là 420.000 và em miễn phí ship. Còn nếu anh em mua hai kềm thôi, loại nào cũng được, một bằng một nhọn hoặc là một bằng một điện, một nhọn một cắt gì cũng được, hai kềm em về giá cho mình là 140, hai cái là 280, nhưng mà em sẽ miễn phí ship, được chưa? Nếu mình mua hai kềm, cứ hai kềm là em miễn phí ship, còn ba kềm cũng miễn phí ship nhưng mà còn giảm giá nữa cơ, được chưa? Rất là ưu đãi luôn anh em ơi, quá trời ưu đãi. Đó, hồi nãy chắc là em nói lộn nè, tại vì là nếu ba kềm là mình tính giá 420 là hơi tào lao nha. Ba kềm tính giá 400 thôi, 400 miễn phí ship nha. Đấy, còn hai kềm là 280 miễn phí ship. Đó, anh em thấy không, cái này em làm chuyện rất là đơn giản. Tay của đường ông anh em là tay to, tay bự thì những cái kềm 6 inch, 7 inch chỉ làm việc nhỏ thôi, khi mà đụng tới dây lớn 6 chấm là mấy cái kềm nhỏ kia thua nha. Nhưng mà bạn này sẽ làm được nè, cánh tay đòn của bạn rất là dài, trợ lực cho mình làm công việc nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn anh em nha. Rồi bộ kẹp của quật phao này, đây bộ kẹp của lò xo nha anh em. Lò xo có 3 kích cỡ nha, kích cỡ em đang cầm là 6 inch, lớn nhất là 9 inch, rồi cái này là 3 inch, 4 inch, 3 inch, 4 inch, 6 inch và 9 inch. Đây, cái này là nhìn cái lò xo này, ăn tiền cái lò xo này nè, nó to, nó dẻo dai, nó chất lượng ha. Và cái chất nhựa nè, chất nhựa này cực kỳ tốt nha, không phải là ba cái nhựa mỏng manh mà dễ vỡ ha. Anh em để ngang như thế này, 70kg đứng lên bình thường cho em, không có cái khái niệm gọi là móp méo hay là bể vỡ nè. Chất nhựa cực kỳ chắc chắn nha, để kẹp đồ, cố định đồ. Đây, cố định ha. Đây, bình thường mình muốn cố định hai cái tấm ván lại với nhau để chi, để dán nó lại hoặc là cố định lại để khoan, đúng chưa? Thì mình kẹp như thế này nó nhanh, thay vì mình xài cái cảo chữ C thì mình xài cái kẹp này cho nó nhanh, nó gọn, nó lẹ, nó cực kỳ tiện dụng luôn, được chưa? Đó, anh em kẹp nặng thì mình chơi cái này cho em, cái này em phải chơi hai tay mới mở ra được nè ha, phải mở bằng hai tay. Bạn kềm lớn nhất như thế này nè thì em đang bán là 21.000 một cái, nhỏ nhất là 5.000 nè, cái này là 10.000 nè, cái này là 15.000 nè,
và cái lớn nhất là 21.000. Đó, anh em mua cả một combo nó sẽ có giá là 51.000 một combo 4 cái. Mà mua hai combo nó sẽ về giá là 100.000 nha. Về giá là 100. Đó. Lưu ý nha, muốn mua lẻ cỡ nào em cũng bán. Nè, mua lẻ. Không có nhu cầu xài cái ba đồ nhỏ xíu này chứ gì thì mình mua cái lớn hơn. Đấy, nhưng mà em thấy là nên xài cái nhỏ nha. Cái nhỏ nó tiện quá mà, nhiều khi mình muốn dán một tờ giấy, đúng chưa? Lên một cái mặt phẳng để cố định nó lại và dán thì mình làm gì mình giữ. Phải có cái kẹp như thế này giữ nó mới ok. Đó. Nè. Đây. Nè. Đó, kẹp nó phải có cái mặt phẳng như thế này để nó cố định đồ. Nó không đúng chưa? Ok, hợp lý nha. Rất là rẻ anh em. Bộ này 51.000, 4 cái, mua 2 combo là 100.000. Chưa bao gồm phí ship nha. Phí ship của nó sẽ là 22.000 một đơn. Lưu ý giùm em, cái giá đó là giá chưa bao gồm phí ship. Rồi, cái này là thước kẹp điện tử của King Blue, cực kỳ xịn nha. Bạn này thì nó sẽ có đập cho mình được tới 2 chữ số đằng sau dấu phẩy nha. Đập bình thường anh em mua cái loại rẻ thì mình chỉ đọc được một số đằng sau dấu phẩy thôi, nhưng bạn này tới 2 số đằng sau dấu phẩy, anh em nhìn nó tới 3 dãy số nè, ví dụ như 1.025, đúng chưa? Mấy cái thứ bình thường mình chỉ đo được 0.2 thôi, 0.1 thôi, bạn này sẽ đo được 2 số đằng sau dấu phẩy, tức là độ chính xác của bạn này cao hơn rất là nhiều. Và cái thân thước làm bằng kim loại nha anh em, bằng thép nha, được khắc laser lên, khắc laser mạch số lên rất là đẹp, rõ ràng, không có sợ bị phai. Đó, chiều dài của thước nè, mình sẽ đo được là 15 nha anh em. Thước nó cho mình chiều dài là 15, nhưng mà mình khi mình đo tổng thể cây thước nha, tổng thể cây thước từ đầu tới đuôi nó sẽ dài là tầm 20. Đó, nhưng mà cái thang của thước anh em là thang 15 cm. Anh em, cái này là anh em nào mình phải có con mắt làm nghề và mình có học qua đọc cái này mới đọc được, không có dễ gì đọc được tới 3 số đâu anh em nha. Thường là chỉ là 0.1, 0.2 thì nó quá đơn giản, nhưng mà mình đọc thêm một số đằng sau dấu phẩy nữa cơ thì hơi rắc rối một tí. Em học hoài em cũng nhức đầu lắm anh em nha. Anh em nào mà cần cái độ chính xác cao và có nghề mình mới đọc được nha, không phải ai cũng đọc được đâu. 180.000 nha anh em, 180.000 có cái thước rất là ưng ý. Rồi anh em mình không có đọc được cái này thì mua thước điện tử xài anh em. Thước điện tử hãng nào người ta bán kiểu sao, ta bán ta không bảo hành, nhưng King Blue bán có bảo hành. Đó, King Blue nó bảo hành cho mình cái thước điện tử này tới 6 tháng lận, ngại gì không mua. Tặng cho tới 2 cục pin sơ cua, bình thường xài có 1 cục thôi. Bình thường xài có 1 cục thôi nha. Nè, pin là pin của Nhật, nó tặng pin xịn nha. Bình thường là mình xài 1 cục thôi, còn 1 cục mình cắt, mai mốt lâu rồi nó hết pin mình thay vô. Rồi có một cái bút để mình mở nè. Rồi, đây. Là cũng độ dài là 15 nha anh em. Nè, bật màn hình LED nè. Đấy, chuyển hệ yên hệ đồ, rồi qua zero on off màn hình. Đấy, quan trọng là cái thước nó lướt, nó nhẹ nhàng. Đấy, cái thước như thế này mà 350 là anh em nhìn nó sẽ khác biệt lắm. Còn cái thước này nhiêu? 550.000. Mà hãng người ta bảo hành cho mình lên tới 6 tháng, có mã QR code nè. Anh em cứ quét lên là sẽ dính bảo hành thôi nha. Có bảo hành của hãng mình yên tâm xài hơn, đúng chưa? Chứ mua cái thước mà không có bảo hành đó, thước điện tử mà không có bảo hành thì tầm rẻ thôi. Rẻ thôi, nhưng mà mình xài không biết khi nào nó hư và cái độ chính xác nó sẽ không cao á. Mình không tin được. Anh nào mà không tin vô cái màn hình điện tử thì mình xài cho em xài cơ, được chưa? Còn xài cơ mà rẻ thì mình xài cho em cái bạn 100.000 thôi. Đây, em có bán cái bạn 100.000. Total mà nó bán dễ gì có giá này anh em. Nó bán bằng nhựa thôi đã 300.000 rồi. Đó. Chứ em định mua total chứ mà em thấy nó bán gì bằng nhựa và 300.000 một cái anh em. Còn cái này bằng kim loại này, 100.000 cái. Đó, mình đọc hai số thôi. Mình đọc hai số thôi, ví dụ như thế này. Đó, nó sẽ là cái gì? Đây. Ví dụ như thế này, đây 0.5, mình chỉ đọc được như thế này thôi. 0.5 mình không có đọc được số trên nữa. Năm mấy thì mình không biết, đúng chưa? Đấy, năm mấy thì mình không biết, mình chỉ biết 0.5 thôi. Mình đâu biết năm mấy đâu, đúng chưa? Còn các bạn 180 thì mình sẽ biết được năm mấy luôn. Đó.
Rồi, giá bạn này là 100.000 đồng. Hàng này là hàng Trung Quốc thôi nè. Hàng Trung Quốc thôi, giá bình dân. Chứ mà trong cái phân khúc hàng Trung Quốc á, thì nó cũng có cái loại Trung Quốc xài ngon và Trung Quốc xài dởm. Thì cái bạn này là thuộc phân khúc là ok rồi đó. Rồi, giá 100.000 anh em ha. Thiết kẹp điện tử là 550. Mà thiết kẹp cơ thì là 180. Thiết kẹp giá rẻ là 100.000. Anh em nào đang có nhu cầu thước của mình bị hư, muốn thay thế, mua thêm thì mua ủng hộ em. Tại vì cái thước này em thấy nó rất là bền, xài em bán cho anh em một cái thước biết chừng nào em bán lại được. Anh em nếu mà làm biết giữ gìn thì không có thể đời nào nó hư hết anh em. Không đời nào nó hư hết, phải 3-4 năm, dòng đời của nó tới 5 năm. Khách của em có khách họ dùng tới 20 năm họ mới thay luôn cái thước. Họ nói mà em không tin luôn á. Quá trời họ giữ hàng kinh khủng quá. Còn cái bộ này là bộ mũi để mình gọi là cái gì ta, router này, dùng cho mấy router anh em, mấy phay đó, 6 ly 35 đó. Bà Toto bán mắc lắm, bà Quật Phao bán rẻ hòm. Này bà Toto có 12 à, bạn này tới 16 mũi ha. 2 4 6 7 8 9 10 12 14 15 tới 15 mũi anh em. Không bán lẻ nha, mấy cái này nhiều nhiều quá em không biết bán lẻ cái nào hết. Em chỉ bán nguyên set thôi. Đây, tất cả những thứ anh em cần. Đó, nha. Giá bao nhiêu? 295.000 một bộ nha, 15 chi tiết. 15 chi tiết 295.000 một bộ, cốt của nó là cốt 6 ly 35. Đó, đựng trong cái hộp như thế này. Anh em thấy có nhiều loại không? Có loại nó chỉ có 10 thôi. Toto thì nó hình như có 12. Toto nó có 12 mẫu. Mà giá nó phải 360-380 gì đó của Toto á. Còn cái này là của Quật Phao, tới 15 chi tiết luôn. Nè, mỗi chi tiết nó sẽ hướng dẫn cho mình là để dùng làm gì luôn nè anh em. Cái này nó sẽ ra hình thù như thế này. Còn cái trụ này nó ra hình thù như thế này. Đó, ta hướng dẫn cho mình để mình biết một số cái mẫu mới luôn á nha anh em nha. Đó, thấy chưa? Giá rất là bình dân luôn, coi bạc đạn của nó nè. Đó, 295.000 một hộp. Đó, anh em nào mua cái này thì nhắn em. Anh nào thích sang xịn cho Toto nha. Toto thì nó có 12 hả, nó có 12 chi tiết thôi. Bạn này được cho mình tới 15 chi tiết lận, rất là ok nha. Đó, 295.000, lưu ý là giá nó chưa bao gồm phí ship đâu nha anh em. Hàng Quật Phao Toto không dễ bao ship đâu. Rồi, video của em hôm nay tới đây là hết nha. Hẹn anh em video hôm sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của em tới đây nha. Rồi, cảm ơn, xin chào, tạm biệt mọi người ạ.